Bắp tiêu thôi. Đây, xuống luôn. Là một miếng cà no. Đây, đi xuống luôn. Đây, đi xuống luôn. Điện đụng của mắt. Cái gì? À, lấy nguyên em nồi đi. Ngồi đi, để nhẹ nè, nhét nè. Chế vô một miếng nước mắm cho nó thơm. À, một ít tiêu thôi. Một ít cho nó thơm thôi, không có nhiều. Đấy, một miếng dầu thôi. Mở nãy mình phi ra nè, rút lại nè. Chén dầu này là ấy được như đó, tép mở mà ra được chén dầu. Này nó ăn với chao chấm chao ha. Bò nướng chấm chao ngon. Đâu rồi, bây giờ xe số rồi. Rồi số mua xe rớt 26, 27 ngon không? Xe rớt là ngon luôn. Nhưng ngon hả? Không, xe rớt kìa. Xe rớt mà cũ nó đẹp. Xe rớt cũ phiên bản mới á. Bò nướng lửa không? Mấy người này lo này lửa màu hồng như không? Chỉ lửa màu gì? Mới lửa màu đỏ hơn.
thì chín rồi không? Lấy ồ nướng nó luôn hả? Ờ nướng nó luôn rồi nướng cái nướng y kia. Dương làm ly rượu đi. Chuyện uống hơi tua đó. Uống hơi tua. Không có bỏ tua nha. Rồi. Bữa cơm. Bữa cơm ba chị. Đỡ nó xong rồi. Làm thử miếng bò này ngon. Làm hết tơ tới mỡ luôn hả chị? Chào quá. Chào. Ủa chẳng lại sao cái màu nó đỏ quá. Chào pha ra. Làm cái bò nó quất ly. Nhắm lòi. Chế miếng nước mắm vô nướng bò là người chế miếng nước mắm thôi, miếng sa tế tiêu với lại miếng cà no rút thơm ngon lắm không. Cởi để khác nữa. Đưa về Dương. Ngồi trên rồng mà chục người ngồi nó chị dưới để đồ này kia lên nó mày được.
Trời ơi, cái chục người ngồi. Hồi đầu cũng không ở dưới hả, kéo mấy người ngồi nhậu. Đúng rồi, chuẩn đẹp hơi bị rộng luôn á. Mấy người ngồi luôn. Trong con chỗ rộng mà. Ở trong có để được phía bên hông nhà 4 chiếc, trước nhà được 3 chiếc nữa là 7 chiếc. Thôi làm ơn á, chật chội quá mua đồ khô đi, đừng có nước non củi lửa gì á. Không thấy bà luôn. Không nướng luôn, sao đâu, nướng trước nhà đó. Ý là mà mua sẵn cho em hết đi. Mình làm ăn đây đi. Không biết chưa? Trời ơi, không hiểu gì hết. Cái là nó chưa có thổi lửa thôi. Bây giờ mới kêu là mình xuống, gọi nó đi chợ, mình xuống sớm nấu mình nấu. Má, nó biết kêu người xong nhà ghê. Kêu chó trong nhà. Chuyện nó ghê quá. Nấu thêm má. Đi gọi mình tụi tóc. Chó trong nhà tốt lắm á. Biết kêu người xong nhà. Chó trong nhà tốt lắm mày, cũng giỡn nhà nhà mà. Chó chạy vô là chó. Bữa nào mà bữa nào nó chạy dí chó, chó dí vô nhà cũng tốt lắm. Miếng thịt ơi. Rồi mẹ đút cho rau miếng thịt nha. Có miếng thịt gì không? Thịt bò. Rau ngon không? Rau ăn ngon không? Tao giới thiệu cho ổng. Mấy người đây, hỏi tôi biết chưa? Người anh hỏi thôi, bố con có bữa chạy lên đuổi nó đứng hình vậy đó mà nó kêu kẹt 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 kẹ